như mình ẵm em bé để nó nhẹ nhẹ thôi để nó bị chảy máu rồi vậy mà. Cái đuôi xuống, đưa cái đầu lên, nó không có dậy được hay gì đó. Ấp cái đầu cao lên hay gì đó thôi. Chạy xa ra nha. Nhẹ nhẹ thôi, nó chưa có chấn thương, có bầu á. À, gì đâu thật. Nó cắn rồi. Không sao. Các Bồ Tát có nhắn gửi với những người yêu thương của mình gì không ạ? Rất là dễ thương à. Nhắn gửi với người thân của mình đâu. Nguyên nhân gì sao mình phát tâm phóng sanh vậy? Cho bất nghiệp anh ơi. Dạ. Mời cả nhà đến đông nhiều quá. Phật.